Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, thành phố Lào Cai sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể dục thể thao hấp dẫn. Bốn hoạt động chính được tổ chức dịp này là Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố năm 2022, hội thi trưng bày các món ăn ẩm thực đặc sắc và giới thiệu quảng bá các sản phẩm địa phương tại các gian hàng của 17 xã phường, hội thi vũ điệu mùa hè năm 2022 và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Các hoạt động chủ yếu diễn ra trong ngày 30 tháng 4. Riêng thi đấu các môn thể thao diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Địa điểm tổ chức tập trung ở phố Đinh Lễ, phường Cốc Lếu và nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch, lợi thế, những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh và thành phố Lào Cai sau 30 năm xây dựng và phát triển.